Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục bài thuốc dân gian trên website mạng y tế.vn. Các bài thuốc chữa chảy máu cam đông y gọi là tỵ nục, một trong những chứng nục huyết. Bệnh phát sinh do huyết nhiệt vong hành, nghĩa là huyết phận có nhiệt gây nên. Chảy máu cam đông y gọi là tỵ nục, một trong những chứng nục huyết. Bệnh phát sinh do huyết nhiệt vong hành, nghĩa là huyết phận có nhiệt gây nên. Nguyên nhân gây bệnh thường không chỉ do tổn thương ở mũi mà còn do chức năng hoạt động các tạng, phế, can, thận, tỳ, vị thiếu điều đạt mà sinh bệnh. Khi bị chảy máu cam thường dùng thuốc tại chỗ để chỉ huyết, có thể dùng một trong các phương sau. Dùng một củ can khương gọt nhọn, đem nướng qua rồi nhét vào lỗ mũi. Sơn chi tử, quả rành hoặc tông lưu bì, bẻ móc đốt cháy tán bột nhỏ rồi rắc vào lỗ mũi. Thanh, tương tử, hạt mảo gà trắng, sắc đặc nhỏ vào trong mũi sẽ cầm được huyết. Ngoài ra, có thể dùng một ít tỏi và hồng đơn đồng lượng dã như trộn đều. Nếu xuất huyết mũi trái thì đắp vào lòng bàn tay phải và ngược lại mũi phải thì đắp tay trái. Huyết sẽ được cầm. Các thuốc đường uống. Trong mọi trường hợp khi xuất huyết đường mũi dùng ngó sen tươi ninh với móng giò lợn ăn vài lần. Ngải diệp tươi 12g, chắc bá diệp 10g. Sinh địa 12g, sắc uống ngày 1 thang, 2-3 ngày liền hoặc lấy một nắm rau muống rửa sạch, giã nát thêm ít đường và pha chút nước sôi vào uống, ngày 1 lần. Cây và quả rành nếu chảy máu cam liên tục dùng một trong các bài sau. Vương bất lưu hành 30g, sắc đặc uống nóng, ngày 1 thang. Đăng tâm 40g, sao vàng tán bột, hòa với 4g chu sa, chia 2-3 lần uống với nước cơm. Dễ hẹ tươi 30g. Rửa sạch sắc với 200ml nước đến còn phân nửa thêm đường đỏ 10g. Uống ngày 1 thang, chia 2-3 lần sẽ có tác dụng chỉ huyết. Tam thất 6g hoặc tông lư bì 6g. Tóc người 6g, sao tôn tính. Tán bột, mỗi lần uống 3g, ngày 3 lần với nước sắc chắc bách diệp ngộ tiết mỗi thứ 12g. Nhân chung bạch cặn nước tiểu, đem để lên hòn ngói mới bồi cho khô. Nghiền nhỏ pha thêm một ít dạ hương, hòa rượu nóng cho uống. Trường hợp chảy máu cam do nhiệt dùng bài tứ sinh, 4 loại lá tươi, gồm tiên sinh địa hoàng, 24g, ngải cứu tươi 6g, chắc bá diệp tươi 9g, hà diệp tươi, hoặc bạc hà tươi 9g, sắc uống, hoặc trúc nhự 8g, sinh địa 8g, hoàng cầm 6g, bạch thược 6g, mạch môn đông 8g, sắc uống ngày 1 thang, có thể dùng thiến thảo căn 10g. Chắc bách diệp 5g, sinh địa 15g, ngũ vị tử 10g, hoàng cầm 5g, cam thảo 5g. Sắc uống. Trường hợp đổ máu cam do ảnh hưởng chức năng hoạt động của các tạng trong cơ thể do ăn nhiều thứ cay nóng làm cho vị nhiệt gây nên bệnh, dùng thạch cao 24g, thục địa 24g, mạch môn đông 16g, chi mẫu 12g, ngưu tất 12g, lô căn 12g, mao căn 12g. Sắc uống. Trường hợp âm hư hỏa, vượng gây chảy máu cam dùng thục địa 24g, mạch môn đông 24g, chi mẫu 24g, ngưu tất 24g, huyền sâm 12g, a dao 12g, thiên môn đông 24g, ngộ tiết 24g. Sắc uống ngày 1 thang, chia 2-3 lần. Nếu do can hỏa vượng bốc lên dùng bài sinh địa 16g, đương quy 12g, hoàng cầm 8g, chắc bá diệp 8g. Xích phục linh 10g, can thảo 6g, xích thược 12g, hương phụ 10g, sơn chi 10g, hoàng liên 6g, cát cánh 10g, ngưu tất 12g. Sắc uống. Nếu say sưa quá độ làm thương tổn đến phế mà nục huyết, dùng bách thảo xương 20g, huệ hoa 80g, tán thành bột, mỗi lần uống 8g, ngày 2 lần, chiêu với 60ml nước sắc bạch mao căn. Trường hợp chảy máu cam do phế nhiệt dùng bạc hà 6g, hoàng kỳ 10g, sinh địa 16g, a dao 8g, mao căn 12g, mạch môn đông 12g, bồ hoàng 6g, bối mậu 8g, tang bạch bì 10g, cát cánh 10g, cam thảo 6g. Sắc uống ngày 1 thang, chia 2-3 lần. Theo SKDS, nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Mời bạn hãy đăng ký kênh mạng y tế để theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.